Ngày 24 tháng 1 năm 2014, Ủy ban nhân dân huyện Đông Triều long trọng tổ chức lễ đón nhận huân chương độc lập hạng nhì, tổng kết công tác thi đua năm 2013, phát động phong trào thi đua năm 2014. Tại hội nghị, ngành giáo dục và đào tạo vinh dự có 4 tập thể và một cá nhân được tuyên dương khen thưởng. Trong năm qua, cùng với những thành tích chung của cán bộ và nhân dân trong toàn huyện trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, sự nghiệp giáo dục huyện nhà tiếp tục có những nét phát triển mới, vững chắc và toàn diện theo hướng đa dạng về loại hình trường lớp ở các cấp học đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân với quy mô là 87 trường từ mầm non đến trung học phổ thông với trên 34.000 học sinh, công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi được triển khai tích cực. Đông Triều là huyện đầu tiên trong tỉnh được công nhận đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm 2012, được công nhận đạt phổ cập tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2, phổ cập giáo dục trung học cơ sở được củng cố vững chắc. Với những thành tích đã đạt được, Tại lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhì, tổng kết công tác thi đua năm 2013, phát động phong trào thi đua năm 2014, ngành giáo dục và đào tạo vinh dự có 4 tập thể và một cá nhân được tuyên dương khen thưởng. Cơ quan phòng giáo dục và đào tạo và tập thể trường tiểu học thị trấn Đông Triều vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng 3 do Chủ tịch nước tặng. Tập thể trường tiểu học Mọ kb và cá nhân đồng chí Nguyễn Thị Thanh Vân, nguyên hiệu trưởng trường mầm non Hoa Mai, vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Tập thể trường tiểu học Vĩnh Khê vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng cờ đơn vị tiêu biểu xuất sắc năm học 2012-2013.